Đây, đây là bà mẹ của Năm, Khai Long nhân nhận đẻ. Hôm bữa là bị kiến vô chim con rồi. Anh em nào thích con máy thì mình chia lại cho anh em luôn. Con trống thì mình không chia được, tại vì nó là con bạc há. Đó, anh em ghép về có thể là nó đẻ tiếp ha. Nói chung đang rất lâu nhưng mà nhận đẻ nha, nhớ cái ổ này nha. Đó. Mình đem chim con vô mình nuôi rồi. Giờ mình chia lại cho anh em về ông Long luôn. Con này là con chim con, mùa này là mùa thứ hai nha cả nhà. Đẻ thì bao đẻ bao nuôi con ngon lành đàng hoàng nha. Bữa sơ sức cái là do kiến nó lên. Tại vì cái ổ này á, là do mình làm bằng tay. Tay của mình á, thì nó sẽ không có như chim làm nha. Nếu mà chim làm thì kiến nó rất ít thì nó khui. Tại mình làm bằng tay của mình nên là kiến nó vào nó chơi. Lòng lá te tu tơ tả ha. Quay ngược nha, chứ quay mà quay ngang là hiện chim rất là đỏ ha cả nhà. Không thấy nó như thế nào ngay từ lúc đầu. Đâu mình lông lá tê tu của nó hết rồi. Anh em nào khách thì alo cho mình ha, số điện thoại mình trên màn hình luôn nha. Số đó cũng là số Zalo của mình luôn. Chim thì mắc mũi móng nhỏ, không ngoái ngước lộn gì luôn á. Thật sự là nói là như vậy, nếu mà chú con ngoái ngước lộn chỗ này quay giờ là nó xinh. Mình đang sợ bắt máy ảnh cho anh là. Mình vô đây quay cho rõ cho cái nhà xem thôi. Thì nên là cần máy đẻ rồi thì alo cho mình ha. Ảnh bươi ba cái máng nhện nó đang nhìn cái vỏ anh dính nè.